Chúng ta tiếp tục với nội dung là phần mềm cần thiết cho khóa học này. Thì ở đây chúng ta sẽ chuẩn bị một số phần mềm sau. Đầu tiên thì các bạn phải cài đặt và các bạn phải biết cách sử dụng phần mềm SAM. Thì đối với phần mềm SAM, những bạn nào đã học qua khóa học lập trình PHP thì chúng ta đã biết cách sử dụng phần mềm này. Tiếp tục, các bạn phải cài đặt được phần mềm Node.js. Thì các bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm của Google, các bạn tìm kiếm với từ khóa là Node.js và các bạn vào trang chủ của Node.js, các bạn download phần mềm đó về và các bạn cài đặt như các phần mềm thông thường mà thôi. Tiếp tục thì chúng ta cần một web browser để chúng ta kiểm tra xem các mã nguồn cũng như các project chúng ta thực hiện có đúng hay không. Và đối với web browser thì tất cả các máy tính của chúng ta đều đã có rồi. Các bạn có thể sử dụng trình duyệt Chrome, trình duyệt Firefox để các bạn kiểm tra. Và trong khóa học này thì tôi sẽ sử dụng trình duyệt Chrome. Tiếp tục và cũng là phần mềm cuối cùng, đó là phần mềm để chúng ta soạn thảo các mã lệnh. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ một phần mềm nào giúp cho các bạn soạn thảo các mã lệnh đều được. Ở đây thì tôi sử dụng phần mềm Sublime Text. Như vậy, đối với phần mềm cần thiết thì việc chuẩn bị các phần mềm này đối với các bạn thì tôi biết rằng không có khó khăn gì rồi. Tuy nhiên, các bạn cần phải đảm bảo rằng các bạn phải cài đặt được Node.js và phần mềm Sublime Text. Nếu như bạn nào chưa cài đặt được các phần mềm này thì các bạn nên truy cập lại vào khóa học lập trình TypeScript và chúng ta xem ở chương học đầu tiên cài đặt môi trường lập trình. Thì trong nội dung đầu tiên này tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta cài đặt Node.js, cách chúng ta cài đặt phần mềm Sublime Text cũng như chúng ta sử dụng các package, các thủ thuật đối với phần mềm Sublime Text rồi. Do đó trong video này thì tôi sẽ không nhắc lại. Như vậy khi kết thúc video này thì các bạn phải cài đặt được tất cả các phần mềm này và các bạn đảm bảo rằng các bạn đã xem qua chương học đầu tiên cài đặt môi trường lập trình để các bạn biết được những thủ thuật trong phần mềm Sublime Text, sau này chúng ta soạn thảo các mã nguồn sẽ nhanh chóng và tiện lợi hơn.